Một tuần sau thảm họa, người dân thành phố Tacloban vẫn đang tháo chạy khỏi thành phố chết chóc này. Thành phố Cebu là nơi gần nhất mà người ta tị nạn có thể chạy đến thông qua các bến phà. Các phóng viên truyền hình Việt Nam tiếp tục thông tin từ Philippines. Bến tàu thành phố Cebu những ngày này chật kín bởi hai dòng người. Từ Cebu đi là những người mang hàng hóa cứu trợ, và ngược lại từ Omok là dòng người chạy nạn từ thành phố Tacloban. Bên cầu tàu, những người dân Cebu nóng lòng chờ đón người thân trở về từ Tacloban sau nhiều ngày chờ đợi mòn mỏi. Những người thân của tôi đã ở 2 ngày ở sân bay, ngủ ở đó 2 tối nhưng mà không có đồ cứu trợ, không nước, không thức ăn ở sân bay. Do đó họ phải thoát ra khỏi sân bay và đi đến Omok để đi phà. Chúng tôi đã đợi họ cả tuần rồi. Em trai chị Sela tên Jonathan cho biết, cậu và những người thân trong gia đình đã may mắn thoát chết sau khi phải dồn vào phòng tắm, nơi duy nhất có kết cấu bê tông để tránh bão. Tuy nhiên thì tình hình đến nay vẫn tồi tệ với cả những người còn sống. Người ta nói rất khó có thể chuyển hàng cứu trợ tới Tacloban, vì thứ nhất là đường xá ách tắc, thứ hai là họ sợ rằng trên đường đi người ta sẽ cướp hàng. Người dân lúc này cần thức ăn và nước uống, nhất là nước uống. Bà Jean Mercado Licado vẫn chưa hết bàng hoàng và nghẹn ngào khi trả lời phỏng vấn của chúng tôi. Bà cho biết siêu bão Haiyan và sóng biển đã cuốn phăng hai căn nhà và khiến con gái và cháu trai 4 tuổi của bà thiệt mạng. Hai mẹ con nó đã rơi xuống nước chết đuối. Chúng tôi may mắn bám được vào nóc nhà và thoát chết. Trong lúc này, tại thành phố Tacloban, người dân vẫn ùn ùn tìm mọi cách để thoát ra khỏi thành phố hoang tàn. Chính quyền thành phố Cebu cho biết, chỉ riêng ngày 15 tháng 11, đã có gần 3.000 người dân Tacloban tới Cebu qua đường biển. Những câu chuyện cho thấy là tình cảnh người dân thành phố Tacloban lúc này vẫn hết sức khó khăn, với những nhu cầu thiết yếu đời sống như là thực phẩm, nước uống vẫn chưa được cứu trợ một cách kịp thời. Và với tình hình như vậy thì dự báo là dòng người chạy nạn từ thành phố Tacloban chuyển về thành phố Cebu sẽ tiếp tục vẫn tăng lên trong những ngày tới. Hiếu Hưng, phóng viên Truyền Việt Nam, đưa tin từ thành phố Cebu, Philippines.